vui đời trải phong sương, vai gánh nặng tình non. Chào tất cả các bác, em giới thiệu các bác một cặp loa toàn giải của hãng Aiwa. Loa toàn giải anh em nhé. Model của con này là XS-MD210. Đấy. Con này về chất âm thì em nói luôn đi các bác, nó sánh ngang với những cái cặp loa tầm cỡ khoảng 500, 700, 800 bình thường luôn em nhé. Tuy nhiên về thiết kế thì em đánh giá con này là nó không được đẹp. Về thiết kế thì em điểm trừ nó luôn. Đấy. Em sẽ quay chi tiết hình thức cho các bác xem luôn. Nó hệ loa toàn giải anh em nhé. Chất âm rất hay, nghe nhạc trữ tình tuyệt vời luôn. Chất âm bao hay luôn các bác. Đỗ thôi phía trước, bác nghe khá là lực. Tuy nó là loa toàn giải thôi nhưng tiếng bác nghe rất là hay. Đấy. Và cái là hình thức em đánh giá về thiết kế của nó thì nó không được đẹp. Cho nên là sẽ có giá cực tốt cho các bác. Nếu bác nào đã từng chơi qua cái dòng loa rồi các bác cũng biết tiếng rất hay luôn. Đặc biệt trung thực, nghe nhạc bolero thì rất là hay. Rồi, bây giờ thì em sẽ mở âm thanh để cho các bác trải nghiệm chút xíu chất âm. Sau đó là em sẽ báo giá cho các bác. Dần mãi nên tình không thiết tha, dần nhau lại cứ luôn bất hòa. Không đứa nào chịu kém cho yên, hay nói được một tiếng êm đềm, hai đứa chẳng còn thương còn mến. Dần lúc ban chiều qua sớm mai, tình yêu ngày cũ chưa nói lại. Hai đứa chẳng bàn tính tương lai, không nói chuyện tình thắm lâu dài, khi đã gặp là hết một tuần. Trốn trong nhà dần nhau bảy ngày tròn qua hết, tuần nay dần lâu hơn, dần bớt đi lại hai đứa vui. Cái lô này em bán giá là 390.000 cho các bác và miễn phí ship toàn quốc cho các bác luôn. 390.000, anh em chú ý là trường hợp đủ giúp em. Còn nếu em chuyển cọc cọc trước thì em 200. Anh em chuyển cọc thì anh em trả tiền ship. Đấy, còn anh em chưa đủ thì em bao ship luôn. Đấy, 390.000 thôi anh em nhé, quá rẻ luôn. Anh em đặt loa thì liên hệ với số Zalo là 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em sẽ rõ video test.